Gangubai's speech, Bombay, 1957. 10 in the morning on a Saturday is hardly a good time to visit prostitutes. It was Ashraf who dragged me here. Some prostitute he wants me to meet, who will speak at Azad Maidan today. Already my fair Chitpawan, one, skin is burning in the merciless blazing sun, and I cannot see Ashraf anywhere. A lot of women here. And men too, mostly illiterate yokels, fisher women, vegetable sellers, your calm walibai, too, the utensil scrubbers, beggars, trash pickers. Then with dismay, I spot some middle-class housewives, college girls, teachers, and nurses too. How do their husbands, fathers, and employers let them waste time like this? Some youth have even clambered up like monkeys up the poles of an enormous billboard of Coca-Cola, the real thing, to get a better view. Loudspeakers are strung on bamboo poles. One grandma wearing a faded white and red cotton sari and an impassive, stern expression climbs up the stage and takes the mic. It makes me shake my head. This is what happens when you have too much democracy. Yokels begin to hold on to mics and fancy themselves as leaders. The grandma begins reading out the program. The noise and the jostling is worse than the local train. There is not a single known personality and yet this sea of people. Nari Shakti, Women's Power, posters and banners flutter on the stage and the muggy, urine and sweat-infused Bombay air seems even thicker and asphyxiating. Crude hand-written placards in Marathi and Hindi, bob in raised hands of the crowd. The only sensible people here are the urchins, running between the bodies with iron buckets full of fresh coconut and hal mudi, 3, doing good business. Where are the prostitutes? I want to ask someone. I cannot see any. I will have to teach that Ashraf a lesson. What was he thinking by dragging me here? Look here, I don't have any issues with women's issues. But prostitutes' issues? By the way, no pun intended, it is effortless, this innate sense of humor is God-given gift. I am an educated, English-speaking, progressive man. I respect my wife, I respect all decent women. My daughter, I spare no expense in sending her to an English-medium missionary school. I enjoy covering women's issues in the Bombay Gymkhana Ladies' monthly meetings. Decent memsahibs first sip gin and limca, then read out decorous speeches in the air-cooled hall. Save the girls, educate them, treat them better. They donate blankets, books, school uniforms, sometimes even their kitty for women's education. You can always count on an excellent lunch with 3 kinds of starters and I just love the creamed coconut prawns they serve there, with fluffy rice, dahi, papad and pachdi on the side. The thought makes my mouth water and I curse Ashraf again. I missed my morning tiffin today, chasing what he said was a big fat juicy story. All through last night, I had been on vigil, first my sister's complicated delivery, then consoling my distraught brother-in-law for fathering a 4th girl in a row, when his urging made me rush here. I could be having a brunch in the Eater's Lane now or better still, I could have strung along to one of the high-class restaurants with the editor. Now it occurs to me, Ashraf had never actually given me any details. Sensing his excitement, I had casually asked him yesterday evening in a couldn't care less tone, the way I ask the vegetable vendor the price of peas and cauliflower, what's on? Is it some big leader giving a speech or a film star doing shooting? Oh, you couldn't guess. Someone much, much more interesting than all of them. Want to join? He had answered passing me the paper cone of roasted chickpeas he was munching. He had my interest and he knew it. His voice had quivered and his pockmarked face had gleamed with sweat and something more, an avid vitality in their kind from centuries of overindulgence, eating of red meat and whatnot, harems full of women, that I found distasteful yet intriguing. I knew from experience that the bastard could smell stories, dig them out from the warrens of the underworld, the labyrinths of Bollywood, and corridors of business. He needed me only for my command of English, without which he would never get a copy in venerable English papers. To make him talk, I had even munched his chickpeas. But he just said he wanted me to meet a prostitute, and on the local train, all conversation melted in the avalanche of human white noise overlaid by the clang and clatter of the train. To tell you the truth, I feel revulsion standing so close to him in the train. My mother, back in the village, would not even let a non-caste shadow fall on her. And now I work in the same office and sit and stand next to the likes of Ashraf. Jadavs and Shins, pressed against them on the local. This is Bombay, this is independent India where we are all equal in law, I keep coaching my wife. Nobody can take away our innate purity, but we must keep our views inside the house. It's not polite to air. Bài phát biểu của Gangubai, Bombay, 1957, 10 giờ sáng ngày thứ bảy hầu như không phải là thời điểm thích hợp để ghé thăm gái mại dâm. Chính Ashraf đã kéo tôi đến đây, một cô gái điếm mà anh ta muốn tôi gặp người sẽ nói chuyện tại Azad Maidan hôm nay.
Ra Chit Pawan, một công bằng của tôi đang bỏng rát dưới cái nắng chói chang tàn nhẫn, và tôi không thể nhìn thấy Ashraf ở đâu cả. Rất nhiều phụ nữ ở đây, và đàn ông cũng vậy. Hầu hết những người local không biết chữ, những người phụ nữ đánh cá, người bán rau, ca Mualibai, hai của bạn, người trà dụng cụ, người ăn xin, người nhặt xác. Sau đó, với sự thất thần, tôi phát hiện ra một số bà nội trợ trung lưu, nữ sinh đại học, giáo viên và y tá. Làm thế nào để người chồng, người cha và người chủ của họ để họ lãng phí thời gian như thế này? Một số thanh niên thậm chí còn trèo lên như những con khỉ lên cột của một bảng quảng cáo khổng lồ của Coca-Cola, đồ thật, để có được một cái nhìn rõ hơn. Loa được đánh trên cọc tre, một bà mặc bộ seri cotton màu trắng và đỏ đã phai màu và vẻ mặt nghiêm nghị thản nhiên bước lên sân khấu và cầm lấy chiếc mic. Nó khiến tôi lắc đầu, đây là điều sẽ xảy ra khi bạn có quá nhiều dân chủ. Yoko bắt đầu giữ vững niềm đam mê và tự cho mình là người lãnh đạo. Bà nội bắt đầu đọc chương trình, tiếng ồn và sự chen lấn tồi tệ hơn so với tàu địa phương. Không có một nhân cách nào được biết đến và cả biển người này. Các áp phích và biểu ngữ Nari Sekti quyền năng phái đẹp bay phấp phới trên sân khấu và không khí Bombay ẩm ướt, nước tiểu và mồ hôi thấm vào người Bombay dường như thậm chí còn dày hơn và ngột ngạt. Những tấm biển viết tay thô thiển bằng tiếng Marathai và tiếng Hindi, được đám đông giơ cao tay. Những người nhảy bén duy nhất ở đây là nhím, chạy giữa những cơ thể với những xô sắt đựng đầy dừa tươi và Janmudi, ba, làm ăn tốt. Gái mại dâm ở đâu? Tôi muốn hỏi ai đó. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ. Tôi sẽ phải dạy cho Ashraf đó một bài học. Anh ta đang nghĩ gì khi kéo tôi đến đây? Nhìn đây, tôi không có bất kỳ vấn đề gì với các vấn đề của phụ nữ. Nhưng vấn đề của gái mại dâm, nhân tiện, không có ý định chơi chữ, nó là dễ dàng, khiếu hài hước bẩm sinh này là món quà do Thượng Đế ban tặng. Tôi là một người có học thức, nói tiếng Anh, cầu tiến. Tôi tôn trọng vợ tôi tôn trọng tất cả những người phụ nữ tử tế. Con gái tôi không tiếc tiền gửi con đến một trường truyền giáo tiếng Anh. Tôi thích đề cập đến các vấn đề của phụ nữ trong các cuộc họp hàng tháng dành cho phụ nữ ở Bombay Gymkhana. Các Memsahib phong nhã trước tiên nhấm nháp rượu gin và rượu limca. Sau đó đọc các bài phát biểu châm biếm trong hội trường làm mát bằng không khí. Hãy cứu các cô gái, giáo dục họ, đối xử với họ tốt hơn. Họ quyên góp chăn, sách, đồng phục học sinh, đôi khi thậm chí cả mèo con của họ cho mục đích giáo dục phụ nữ. Bạn luôn có thể tin tưởng vào một bữa trưa tuyệt vời với ba loại món khai vị và tôi chỉ thích món tôm kem dừa mà họ phục vụ ở đó. Với cơm dẻo, dahi papad và pakdi ở bên cạnh. Ý nghĩ đó khiến miệng tôi ứa nước và tôi lại nguyền rủa Ashraf. Tôi đã bỏ lỡ chiếc bánh tiffin buổi sáng của mình hôm nay, theo đuổi những gì anh ấy nói là một câu chuyện ngon ngọt béo bở. Suốt đêm qua tôi đã cảnh giác, đầu tiên là ca sinh nở phức tạp của chị gái tôi, sau đó an ủi người anh rể quẫn trí của tôi vì đã làm bố cho cô gái thứ tư liên tiếp khi sự thúc giục của anh ấy khiến tôi vội vã đến đây. Tôi có thể đang ăn bữa nửa buổi trong ngõ của người ăn ngay bây giờ hoặc tốt hơn nữa, tôi có thể đã đi cùng người biên tập đến một trong những nhà hàng cao cấp. Bây giờ điều đó xảy ra với tôi, Ashraf thực sự chưa bao giờ cho tôi biết bất kỳ chi tiết nào. Cảm nhận được sự phấn khích của anh ấy, tôi đã tình cờ hỏi anh ấy vào tối hôm qua với giọng điệu không thể thiếu quan tâm, như cách tôi hỏi người bán rau về giá đậu Hà Lan và súp lơ, chuyện gì vậy? Đó là một nhà lãnh đạo lớn nào đó đang phát biểu hay một ngôi sao điện ảnh đang thực hiện cảnh quay? Ồ, bạn không thể đoán được, một người nào đó thú vị hơn rất nhiều so với tất cả họ. Muốn tham gia, anh ấy đã trả lời đưa cho tôi cái nón giấy nướng đậu gà mà anh ấy đang nhai. Anh ấy đã quan tâm đến tôi và anh ấy biết điều đó. Giọng anh ta run lên và khuôn mặt đầy vết rỗ của anh ta lấm tấm mồ hôi và một thứ gì đó nữa, một sức sống cuồng nhiệt trong đồng loại của họ từ hàng thế kỷ quá ham mê. Ăn thịt đỏ và những thứ khác đầy đàn bà, điều mà tôi thấy ghê tởm nhưng cũng hấp dẫn. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng tên khốn đó có thể ngửi thấy những câu chuyện, khai thác chúng từ những cảnh báo của thế giới ngầm, mê cung của Bollywood và hành lang kinh doanh. Anh ấy cần tôi chỉ vì khả năng tiếng Anh của tôi. Nếu không có nó, anh ta sẽ không bao giờ có được một bản sao trong các bài báo tiếng Anh đáng kính. Để khiến anh ấy nói chuyện, tôi thậm chí đã nhai miếng đậu gà của anh ấy. Nhưng anh ta chỉ nói rằng anh ta muốn tôi gặp một cô gái điếm, và trên chuyến tàu địa phương, mọi cuộc trò chuyện tan thành mây khói của tiếng ồn trắng của con người phủ lên bởi tiếng kêu và lách cách của tàu. Nói thật với bạn, tôi cảm thấy ghê tởm khi đứng gần anh ấy trong xe lửa. Mẹ tôi, ở làng quê tôi thậm chí sẽ không để cho một cái bóng không thuộc giai cấp nào phủ lên mình. Và bây giờ tôi làm việc trong cùng một văn phòng và ngồi và đứng cạnh những người như Ashraf, Zahab và Sindes. Áp lực chống lại họ trên địa phương,
Đây là Bombay, đây là Ấn Độ độc lập, nơi tất cả chúng ta đều bình đẳng về luật pháp, tôi tiếp tục huấn luyện vợ tôi. Không ai có thể lấy đi sự trong sáng bẩm sinh của chúng ta, nhưng chúng ta phải giữ quan điểm của mình trong nhà. Không lịch sự khi phát